Đang xin chào bạn. Hôm nay Hải đang xin giới thiệu các bạn cần Kaigo Hoành Thiên Hạ. Dòng này chơi bạo lực các bạn nhé. Kéo bò kéo trâu được hết. Đấy, các bạn chuyên săn hàng. Đấy, Hải đang review các bạn cần 9m. Đây là phần ngọn. Và sau đây Hải đang sẽ làm một cái video test cái cần này luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn không phải chờ lâu. Đấy. Săn hàng luôn, lên hàng luôn các bạn nhá. Đấy. 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 Quá trâu luôn các bạn. Con này trâu lắm. Các bạn nhìn hình ảnh cần đấy các bạn. Hoành Thiên Hạ nha các bạn nhá. Đồng chuyên bạo lực. Con này trâu lắm các bạn. Quá khỏe các bạn. Khỏe mấy thì cũng phải lên thôi. Dòng này nó chơi bạo lực các bạn. Đấy, đã thấy em nó. Đây các bạn. Trâu chưa? Đấy, xem các bạn. Nice.